lúa tốt có nàng đồn, việc tốt được nhiều người biết đến. Mỗi người quê hương xin cảm tạ Thiên Chúa và chúc mừng đến gia đình ông bà Chánh, Du Xe Phạm Văn Vinh, sứ đồng quan, những bậc trưởng gia, những người giám đốc công ty, những thành viên hội đồng giáo xứ. Giáo họ rất đáng được khích lệ và trân trọng. Trong mỗi bước đường xây dựng nước trời nơi trần thế của gia đình ông bà Trùm luôn tỏ ra là một gia đình tươi đạo và tốt đời. Thật vậy, với giáo xứ Đồng Quan, ông bà luôn gắn bó với giáo xứ, dành nhiều thời gian ở mỗi tuổi đời để góp phần tô điểm giáo xứ địa phương qua các trọng trách từ trưởng ca đoàn, trưởng ban giới trẻ đến chủ tịch hội đồng giáo xứ Đồng Quan nhiệm kỳ 2017-2021 và tiếp tục được tái đắc cử chánh trùm giáo xứ Đồng Quan trong niên khóa mới 2021-2025. Dù công việc gia đình rất bận mải, song ông vẫn sẵn sàng đáp trả tiếng mời gọi của Chúa qua cha xứ và cộng đoàn thỉnh đến. Trong cương vị bậc gia trưởng trong gia đình, ông Chánh Du Xe Phạm Văn Vinh đã luôn no nắng để xây dựng gia đình được hạnh phúc. Từng thành viên có việc làm ngay tại nhà để giữ được tình đoàn kết yêu thương, và ông bà cũng mong muốn tạo công việc làm ăn cho nhiều người quê hương nữa. Từ cái thao thức đó, ông bà đã đi tìm hiểu, ngoại giao và học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật để lập nên một cơ sở may nho nhỏ. Lúc đầu cơ sở bé nhỏ trong xóm ngõ, dần dần ông bà tậu được mảnh đất đường trên thôn Đồng Tâm để xây dựng một công ty may mang tên Công ty May Vinh Hùng. Với nỗ lực bản thân, nhờ hồng ân Chúa ban, công ty mỗi ngày một thăng tiến. Hiện nay có vài chục công nhân đã làm việc cho công ty và sản phẩm rất có uy tín trên thị trường. Ông bà Chánh Vinh cho chúng tôi biết. Vâng ạ. Thì báo cáo với ông này cũng rất mong muốn bà con ở khu vực gần đây tạo điều kiện cho bà con để có thêm thu nhập. Thì cũng báo cáo với ông là tất cả anh em rất là hy sinh và chịu khó, nhiệt tình với tất cả công việc để đảm bảo được cái ngày công lao động. Này, ngoài cái thu nhập như các anh em đi công ty thì làm ở đây thì nó cũng rất là gần gũi và có cái đồng lương thu nhập cũng có thể là hơn cả công ty luôn. Vâng. Tiêu bà Trùm, vậy thì công việc bà Trùm đây làm thì chủ yếu là những cơ sở nào ở đây, đến đây đặt bà Trùm nhỉ? Dạ, đây là chủ yếu là chúng nhân thể. À, chúng nhân thể ạ? Vâng. Tất cả các miền trong, thì là khu vực miền Nam, miền Trung có hết ạ. À, thế cả miền Nam ạ? Vâng, vâng. Tất cả những nước miền Nam đấy ạ. Vâng. Là quần áo học sinh của các tỉnh Sơn La, các trường đấy ạ. Vâng. Mỗi người có dịp tới thăm công ty, thấy được không khí làm ăn rất vui vẻ của công ty, của các thành viên. Chị Chu Thị Ngoan nói cho chúng tôi biết. Dạ, thưa ông, là nhà chúng cháu làm đây được 10 năm rồi ạ. Vâng. Thế chị làm ở đây mình thấy cảm nhận thấy công việc làm và cảm thấy cuộc sống như nào ạ? Chúng cháu làm đây là thời gian rất là thoải mái không ạ? À, dạ, vâng, dạ. Rồi là thời tiết là thuận lợi, xưởng thì rộng rãi mát mẻ, vâng, công việc vâng. Thì là ổn định. Dạ, dạ. Vâng. Một điều rất đặc biệt của công ty này là mỗi buổi chiều khi đồng hồ điểm báo 3 giờ thì tất cả mọi người sẽ ngưng nghỉ công việc để nần chuỗi lòng Chúa thương xót. Chúng tôi cũng may mắn được ghi âm trong giờ trọng đại này. Dâng lên cha mình và mau linh hồn và thần tinh.
của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng con để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Tâm chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh này mau và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tham nguồn thương xót chúng con tin tham vào Chúa. Kinh này mau và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tham nguồn thương xót chúng con tin tham vào Chúa. Một thoáng chúng tôi đến với công ty mà lòng chúng tôi cảm thấy ấm áp, ấm tình Chúa, tình người. Nơi nét đẹp tiềm ẩn trong con người ông bà Chánh Vinh và các công nhân công ty may mặc của người con Chúa giáo xứ Đồng Quan, giáo phận Thái Bình. Để chấm lên nhỉ. Quê mình càng ngày càng được phát triển và mở mang hơn nữa để tạo công việc làm ăn cho bà con quê hương, không phải đi làm xa. Làm nên nét đẹp văn hóa của mỗi làng quê Thái Bình yêu dấu. Cảm ơn.